Mà là lon mía ngọt ngào. Bài hát về mẹ, hát bằng ngôn ngữ tiếng Việt được vang lên từ những đứa trẻ ngoại quốc. Mà hầu hết đối với nhiều người Việt Nam, đất nước này vô cùng xa lạ. Đó là quốc đảo Sri Lanka, nằm ở Ấn Độ Dương. Mẹ ơi, mẹ có biết ai con? Nơi có hơn 70% theo đạo Phật. Và Phật giáo được xem là quốc giáo của quốc gia này. Người truyền cảm hứng, dạy ngôn ngữ tiếng Việt và thậm chí từng cứu đói cho người dân ở xóm nhỏ khi quốc gia này vừa trải qua cuộc vỡ nợ 2 năm về trước. Cô rất là vui khi được người Việt Nam mình giúp đỡ, cô rất là hoan hỉ. Người có nghĩa cử cao đẹp đó không ai khác là vị sư người Việt Nam, thầy Pháp Quang. Ngôi chùa nằm cách trung tâm thành phố cổ Kandy 20 km, mang tên Thiền viện Trúc Lâm. Hóa rất là lạ ở Sri Lanka khi mà đồng ý là họ sẽ lắc cái đầu. Nên là thường đi qua, ai mà đi qua Sri Lanka là nhớ cái điều này như này. Thank you, cảm ơn. Chào cả nhà, đến với ngôi chùa Trúc Lâm á, mọi người ngồi việc chứng kiến được cái không gian, ẩm thực và kể cả những cái kiến trúc ở ngôi chùa đậm chất Việt Nam, thì ở đây mọi người còn được chứng kiến một điều rất thú vị nữa là các bạn nhỏ ở đây có thể hát và nói được tiếng Việt. Bây giờ thì mình sẽ hỏi bằng ngôn ngữ tiếng Việt để mấy bạn trả lời như thế nào nha. Con tên gì? Con tên là Lâm Tuệ. Con tên gì? Con tên là Lâm Vũ. Và ngoài các bạn nói được tiếng Việt thì các bạn còn làm được những cái câu nói như thế nào nữa thầy? Con cứ hỏi tên cội mọi thứ các bạn nói được các bạn. Yeah. 2 năm trước thì khi mà con đến á, thì các bạn chỉ nói được vài câu thôi. Còn bây giờ thì sự tiến triển của các bạn như thế nào rồi thầy? Các bạn thuộc nhiều bài hát hơn và các bạn nói lưu loát hơn. Và cái điều may mắn là trong mấy năm, 2 năm vừa qua thì các bạn vẫn duy trì lớp tiếng Việt hàng đêm. Mà đây là cái điều mà thầy rất là hạnh phúc. Bây giờ chú hỏi con bằng tiếng Việt nha. Con nghe được chú nói chuyện không? Hiểu không? Hiểu. Con nói lại, con tên gì? Con tên là Lâm Tuệ. Lâm Tuệ. Lâm Tuệ. Lâm là gì? Tuệ là gì? Giải thích con. Lâm là gì? Tuệ là gì? Lâm là rừng, Tuệ là tri tuệ, rừng tri tuệ. Con bao nhiêu tuổi? Con 11 tuổi. Nhà con ở đâu? Nhà con là Ambotte. Ba con tên gì? Ba tên là Ravi. Ravi. Yeah. Mẹ tên gì? Mẹ tên là Chamila. Ở nhà con bao nhiêu anh chị em? Một. Một. Yeah. Một mình con thôi. Một anh. Có một anh. Yeah. Anh con tên gì? Anh tên là Lâm Vũ. Lâm Vũ. Lâm Vũ. Lâm là gì? Lâm là rừng. Vũ. Vũ là mưa. Mưa. Rừng mưa. Mưa rừng. Mưa rừng. Cho chú hỏi tiếp một con nữa đi, một bé nữa đi. Con tên gì? Con tên là Lâm Vũ. Lâm Vũ. À vậy là con là gì với bạn này? Dạ. Là anh. Là anh. Con bao nhiêu tuổi? Con 13 tuổi. 13 tuổi. Vậy là hai anh em rồi, hai anh em ruột rồi. Hai anh em ruột. Đây là anh lớn, đây là em. Hai anh em thì hát được bài nào? Hát được bài hát nào? Con thuộc bao nhiêu bài hát? Bài hát tiếng Việt. Kể kênh coi, kênh gì, bài gì? Đi học. Đi học. Bài nào? Một bông hồng. Một bông hồng. Bài ca tôm cá. Bài ca cơm cá gì nè. Nói rõ lên gì nè, nhiều lắm. Gì nè. Bài gì vừa hát á? Bốn phương trời. Bốn phương trời. Kia con bướm vàng. Kia con bướm vàng. Bài hát nào là con thích nhất? Đi học. Đi học. Đi học. Vì sao lại bé lại thích bài đi học vậy thầy? À, cái bài đi học là có thể là cái bài đi học là nó vừa với cái tuổi của các em á, và cái bài hát cũng là những bài hát đầu tiên mà hướng dẫn cho các em, nên là các em lại rất thích cái bài đó. Giai điệu nó cũng nhẹ nhàng. Nếu như bây giờ mọi người nghe các bé hát một cái bài mà mình tin chắc rằng mọi người sẽ rất là cảm xúc, bài Bông Hồng Cài Áo. Thiệt ra thì nếu như các bé mà hát một cái ngôn ngữ ngoại quốc á, mà không hiểu được cái ca từ trong bài hát đó thì chắc là cũng không có cảm xúc như vậy đâu. Nhưng mà chúc là mọi người nghe cái bé hát thì mọi người sẽ cảm nhận được rất rõ. Bây giờ con hát tặng cho mọi người ở đây bài hát Bông Hồng Cài Áo nha. Thuộc không? Dạ. Dạ. À, cũng thông tin lại với mọi người là ở đây đồng ý là người ta sẽ lắc đầu đúng không thầy? Đúng rồi. Cũng giới thiệu một cái văn hóa rất là lạ ở Sri Lanka, khi mà đồng ý là họ sẽ lắc cái đầu, nên là thường đi qua ai mà đi qua Sri Lanka là nhớ cái điều này nha. Cho nên khi nãy là nói là con hát được không thì bé lại lắc đầu. Con hát bài Bông Hoa Cảo được không? À, được. Đó. Rồi hai anh em cùng hát nha. Thầy có thể bắt nhịp giùm cho các bé được không ạ? Được, bắt các bé là hát tự bắt nhịp luôn. Tự bắt nhịp luôn. Rồi. Mời con có thể tự hát. 1, 2, 3. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dưới mấy ngày mẹ in có mắn đi, như đóa hoa con mặt trời, như trẻ tơ con như cười, như đời mình con lớn con tem, như bầu trời tiêu ánh sao đen. Mẹ là dòng suối diêu hiền, mẹ là bài hát tàn tin, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là anh đường đêm khi lạc lối. Mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ là nồi chuối bồng cao, là tình dễ đêm tao, là nắng nắng nương đau, là vòng linh yêu thương trong cuộc đời. Rồi một nhiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ hay không? Đóa hoa màu hồng vội cài lên áo đỡ em, đóa hoa màu hồng vội cài lên áo đỡ anh. Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Cảm ơn. Khi mà phong sang đợt này là vào đúng cái dịp lễ Vu Lan ở Việt Nam mình á, mà được nghe các em hát về mẹ thực sự là xúc động lắm. Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi đúng không thầy? Dạ. Là đến đại lễ Vu Lan luôn rồi. Mà các bé hát lần này thì có âm vực rõ nét, rõ chữ hơn nữa. Hồi nãy thì con thích hát bài đi học, bây giờ con hát lại bài đó cho mọi người nghe nha. Chắc trước khi hát đi học mình cho hát bài Mẹ Yêu Ơi, một bài Mẹ Yêu Ơi về bà mẹ lần nữa đi ha, cho cái dịp lễ Vu Lan. Dạ. Rồi Mẹ Yêu Ơi nha. Rồi 2, 3. Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông, mẹ là dòng để con ta mát chưa hè. Mẹ là dằm tre, tre bom con đi học về. Mẹ là bờ đê, để con vui với cần dìu. Mẹ làm bậc thang, để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao, để con nêu cao bao điều. Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thân con. Mẹ chỉ ước mong trong mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ lần này làm đứa vì con. Mẹ là con ơn tao yêu. Con yêu mẹ như lá mẹ ơi. Nhớ mẹ quá. Các bé khi mà được các sư ở đây tập hát những cái bài hát liên quan đến mẹ thì các bé không hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt. Có khi nào thắc mắc lời ca từ đó có ý nghĩa gì không thầy? Thật ra trước khi mà dạy bài hát tiếng Việt cho các em á, thì thầy và các sư nhỏ sẽ giải thích cái bài hát đó, ý nghĩa bài hát đó, từng câu, từng hàng, từng đoạn cho các em hiểu. Nên là khi mà các em hát được như vậy là các em có rất nhiều cái cảm xúc. Nếu mà không hiểu bài hát thì chắc chắn là các em không có hát mà cảm xúc như vậy. Mỗi lần nghe các em hát là mình bị nổi ốc hết, tại vì nó cảm xúc thật quá. Cái đó là em hát từ trái tim á. Và có lần mà thầy nhớ là khi mà có đoàn đến đây ấy, mà các em hát những bài nè, cả đoàn khóc hết. Tại vì họ đi một vòng ở Sri Lanka về và họ đến đây và họ nghe được cái tiếng Việt mình á, mà những bài hát mà chạm về đất nước, về quê hương, về mẹ đó là họ khóc hết. Nên là các em không chỉ hát bằng cái ngôn ngữ nữa, mà các em bằng hát bằng cả trái tim của các em. Thì bây giờ các con hát bài đi học nha. Và hát đi học xong á, thì chắc chắn là sẽ cho mọi người tiếp tục cho các em hát những cái bài hát rất là hot ở Việt Nam. Hát xong đi rồi mình sẽ cho các bạn hát những hát gọi là trend của Việt Nam mà các em cũng ấn thuộc. Rồi, mời con hát bài đi học nha. Ngồi sát qua đây. Rồi, mời con. Ok, con hát bài đi học đi. Vu lên, smile. Cho hai bạn coi ha. Cho hai bạn. Thầy hãy đừng ngồi được cái chất lượng quá. Rồi mời con. Rồi hai bạn hát đi. Hương hương trong đời vắng nước suối trong tâm tì. Có xòe ô che nắng răm má đường em đi. Hôm qua em đến trường mà dắt tay từng bước. Hôm nay mà lên nương một mình em tôi lớp. Chim đùa kêu trong lá, cá đuôi kề tì tầm. Đường rừng trên hương con, em tới trường hương tèo. Trường của em bé bé nằm là nghĩa rừng cây á. Cô giáo em trẻ trẻ dài em hát rất hay. Hương hương trong đôi vắng nước suối trong tâm tì. Cô xòe ô che nắng râm má đường em đi. Con thì năm nay là học hết lớp mấy rồi? Học lớp mấy? Con học lớp mấy? Con học lớp mấy? Con học lớp Trong lớp 8. Lớp 8. Còn con học lớp mấy? Con học lớp 7. Con lớp 7, con lớp 8. Thì hai anh em đi đến trường bằng phương tiện, bằng xe hay là đi bộ? Đi đến trường bằng đi xe hay đi bộ? Go to school by đi bộ. Đi bằng gì? Đi bộ. Trường của con á thì có cách xa nhà lắm không? How far? Dạ. Thôi giờ mình sẽ hỏi các bạn là sở thích đi ăn cái gì, uống cái gì? Hàng ngày thì con thích ăn món gì nhất? Ăn cái gì? Ăn cơm chiên. Ăn cơm chiên. Vì sao con lại thích ăn cơm chiên? Why? Dạ. Bởi vì ăn cơm chiên ngon lắm. Ngon lắm, bởi vì ăn cơm chiên ngon lắm. Các bé thì thuộc rất là nhiều bài hát từ sư thầy chỉ tiếng Việt. Và thưa các bác anh chị, bản thân là giáo viên, bây giờ thì không còn đến trường đến lớp giống như trước đây nữa. Tuy nhiên mà khi nghe các bé cất lên cái bài hát đi học bằng ngôn ngữ Việt Nam, và trong cái ánh mắt của các bé nó thể hiện một sự khát khao đến trường. Trong 2 năm vừa qua ở Sri Lanka thì tình trạng vỡ nợ rồi lạm phát tăng cao, gia đình đủ no thôi là một điều gì đó khá là xa xỉ rồi. Thầy có chia sẻ rằng các bé nè khi đi đến trường á, thậm chí là chỉ được may mắn là chỉ được ăn cơm chiên thôi. Con hát bài đi học con thấy vui không? Dạ. Con thấy vui không? Dạ. Vui như thế nào? My friend from Vietnam and they also want to make a video and introduce our temple to the Vietnam people. I'm also doing it with my sisters and all. These are my students. I'm a Japanese language tutor. At the same time, I'm a TikToker. I have 19,000 followers in my TikTok. I can spread this message to all over the world. Thank you. That's why I'm here. So if they have good Vietnam, Ho Chi Minh. Vietnam, Ho Chi Minh. So I will spread this message to the world. Just give us a tea ceremony. Okay. And teach us how to meditate. Okay. Teach their things, and they will spread the message. In my TikTok, I will spread the message to the world. Okay. Bante. Thank you. Cảm ơn. Supate Suki. Supate. Supate. Vietnam is the most beautiful country to live. Thank you. Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Supate. I love Vietnam. Supate. Uống trà là mở đầu cho một câu chuyện nha. Thì ở trong đạo Phật cũng vậy, khi khách đến nhà thì mình sẽ mời trà, và để cho họ thưởng thức những cái hương vị trà của quê hương mình, và sau đó thì mình qua cái buổi uống trà đó thì mình có thể là hướng dẫn cho họ hành thiền và chia sẻ giáo lý Đức Phật đến cho họ. Thì cái việc uống trà nó có ý nghĩa hơn. Thì trong uống trà đó mình chánh niệm trong khi mình uống trà, và mình soi sáng mình. Nên là cái việc uống trà trong đạo Phật thì nó được nới rộng lên thì còn gọi là thiền trà. Thì mình cũng muốn giới thiệu cái văn hóa thiền trà của Việt Nam mình đến với bạn bè quốc tế. Thì hôm nay thì cũng hữu duyên thì có các bạn trẻ ở Sri Lanka cũng đến đây thực tập cái việc mà uống trà, cũng như là hiểu thêm về cái văn hóa truyền thống của mình. Giống như là những cái bình tách trà này thì cũng là từ Bát Tràng, mình cũng mang qua đây để giới thiệu với các bạn. So, good morning. Good morning in Vietnam we call xin chào buổi sáng. Xin chào buổi sáng. Đọc lại, xin chào. Xin chào buổi sáng. Buổi sáng. Very good. Subhadasana. Subhadasana. Today we will make tea ceremony, but in Buddhist we call tea meditation. Yeah. So before we are make a tea ceremony, so first we are together meditation a few minutes. Yes. Then after that we can start our tea. Mm-hmm. So our brother and sister, yeah. First you can listen the bell, yeah. Then we can meditate. Mm. Mình mà đại chúng ngồi thiền. So today we are going to make a tea ceremony. Mm. So you know the Vietnam and Sri Lanka we have very good tea. Yeah. In Vietnam we are very famous about green tea. Yeah. Here we have black tea. Yeah. And when we make a tea ceremony, you know the important is tea. Yeah, you can see the Vietnam tea. Yeah, this we call oolong tea. Yeah. And the second is the important is the, you know, what we call in Sinhala. Kettle. The important is because you know there's some cup so they can make a tea become a taste. Yeah. And number three, the water. Mm-hmm. Yeah. So, and number four is the how to make a tea. Yeah. This is four conditions when you make a tea ceremony. Mm. Ở Việt Nam thì cái việc mà uống trà và để tạo ra được một cái bình trà ngon á, thì nó có 4 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là về trà, và cái yếu tố thứ hai là về bình trà. Yeah. Thì cái loại bình trà nó sẽ thích hợp cho từng cái loại trà. Và thứ ba là nước. Nếu mình dùng những loại nước mà nước khoáng mà để mình nấu nước á, thì cái vị trà cái hương vị nó sẽ ngon hơn, và cũng như là mình biết được cái nhiệt độ cái trà nó phù hợp với cái loại trà nào. Và cái điều quan trọng nhất là vẫn là cái người pha trà, họ biết cách pha trà. Ừ. So this tea, so we will put, yeah, in pot. So first, the first, we not drink this here. Yeah. rồi. So first, like we are wash, yeah, our cup. Like we are wake up pot and cup before we are make a tea, and the taste will come good. So in Sri Lanka, you usually drink sugar and tea, but in Vietnam we are not make sugar and tea together, yeah. Because when you are make a tea with the sugar, the taste will be lost, yeah. Ở Sri Lanka thì đây là cũng là một đất nước mà họ cái nguồn kinh tế của họ là dựa vào cái trà rất là nhiều, và trà của họ là xuất khẩu hơn 100 nước trên thế giới, và trong đó là có cái loại hồng trà đó rất là nổi tiếng, và những cái thương hiệu trà ở Việt Nam mình hiện nay có là trà lít tông là cũng là của bên Sri Lanka luôn. Và ở bên đây thì họ có một cái đặc điểm là họ sẽ uống trà với đường, hoặc là họ sẽ uống trà sữa. Thay vì ở Việt Nam mình thì uống là cà phê sữa, thì ở đây họ sẽ uống là trà sữa. Và cái sữa bột của họ là họ cũng được một cái trồng được các nuôi bò ở các trang trại ở cái vùng Nuwalia, ở cái vùng xứ lạnh ở đây. Và khi mà mình đến Sri Lanka đó, thì mình sẽ thấy rất là nhiều cái khu vườn trà, và những cái đồi trà này á, là được trồng giống như ở Đà Lạt mình. Ở đây thì thầy cũng không có đủ những cái đồ nghề trà giống như ở Việt Nam. Mình cũng tận dụng những cái gì mình có sẵn để mình hướng dẫn, chia sẻ với các bạn ở đây. Và đây là các bạn cũng rất là yêu thích cái truyền thống văn hóa Việt Nam mình. Giống như là bạn mặc áo dài cũng đến chùa mình. Và hôm nay thì các bạn muốn các bạn đến đây không chỉ là học thêm về các truyền thống ở Việt Nam, mà các bạn còn muốn tìm hiểu về cái trà và cái việc tu tập. now, so you can send to your friend. And you also send to your friend. Can you keep your cup like here in your hand? So first, you can smell first. Then you can slowly drink it, slowly, yeah. You can keep in here. Yeah, you can close your eyes, keep like here. Because this tea not like a black tea, and the color also. You can check it again. Check it again. I want to video. Hôm nay khi các bạn có đến đây viếng thăm chùa và các bạn cũng rất là yêu thích cái ngôn ngữ Việt Nam thì các bạn cũng ngỏ ý là muốn xin thầy đặt tên cho các bạn. Thì ở thiền viện mình á, thì gần như là tất cả các em hay là người địa phương đến đây á, thì thầy cũng cho nem hết cho kênh coi các bạn. Thì nam á, thì sẽ lấy là chữ Lâm, còn nữ á, sẽ lấy bằng chữ Trúc. Đây, ở thiền viện mình là Trúc Lâm. Trúc là cho nữ, mà Lâm là cho nam. Nên là các bạn đến chùa là bạn nào cũng có kênh tiếng Việt hết. Thì hôm nay bạn Sri này thì bạn cũng muốn xin một cái kênh tiếng Việt. Thì thầy sẽ đặt tên cho bạn là Trúc Sen. Trúc cái là bamboo. Sen cái là hoa lotus. Yeah, correct. So your name, Trúc Sen. Trúc Sen. Can you repeat again? Trúc Sen. Very good. Trúc Sen. Trúc Sen. Trúc Sen. Trúc Sen. Trúc Sen. Con tên là Trúc Sen. Trúc Sen. Con tên là mean my name. Con tên là Trúc Sen. Rồi, tên của con là Trúc Sen nha. Dạ, rồi, cảm ơn con. Dạ. Cắn lâu lại đi, cầm đi, cầm cũng được rồi. Trúc, Trúc Sen. Trúc là bamboo. Trúc là bamboo. Bamboo là gì? Bamboo là tre. Trúc là tre, được chưa? Trúc là tre. Sen là hoa sen. Tên của bạn là có chữ Trúc và chữ Sen, là Trúc Sen. Trúc Sen. Một cái tên rất là Việt Nam. Hoa sen. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam. Trúc là cái hình ảnh của Việt Nam. So I mean, you know, the nation flowers in Vietnam is lotus. Lotus. Yeah. And Trúc mean the image of the Vietnam country. Yeah. Yeah. So Trúc and bamboo is very famous in my country. So your name is very famous. So all people can know about your name, Trúc Sen. Are you happy? I'm so happy. So how you feeling? Can you say how you feeling with the new name? Vietnam, Ho Chi Minh. Vietnam, Ho Chi Minh. That's much I'm happy. Yeah. So how can you say something about your new today? What you learned today, and what is your new name? I will tell that in English. Yeah. What is the language you want? I can speak Japanese. English. And yeah. English. Okay. Yeah. I feel so happy. I came here I was like my mind is like tumbling. But when I come here and sit down, oh, beautiful. You can make me calm. How? Are you magic? I feel like that. But I remember how my man, Venerable Lan, treated me. Mm-hmm. And you treated me very well. You give every little thing, every little details is important. You taught me it. And about the name, I'm super excited and I will be. Promise me. I will come to Vietnam and I will teach them English. Mm. So teach me Vietnamese. Okay. Teach me Vietnam language. Mm. Then I will come to Vietnam and I will teach Vietnamese kids, Japanese and English. That's my promise. Okay. Thiền viện mình thì trước khi mà đến đây ấy là bạn Trúc Sen là bạn cũng có những cái vấn đề về trầm cảm. Nhưng mà khi bà đến đây, đến thăm thiền viện và uống trà cùng với thầy và đại chúng ở đây thì bạn đã cảm thấy rất là bình an, không có còn những cái cảm giác đau nhức nữa. Và hôm nay thì bạn ấy rất là vui khi mà thầy đã tặng cho bạn, đặt cho bạn cái tên là tiếng Việt là Trúc Sen. Bạn cũng có nói với thầy là bạn muốn học tiếng Việt và sau này thì bạn mơ ước là bạn sẽ đến Việt Nam và bạn sẽ dạy tiếng Anh và cũng như là tiếng Nhật cho người Việt Nam khi mà bạn biết cái ngôn ngữ Việt Nam mình. Thì hôm nay thì nghe bạn Trúc Sen nói những cái cảm xúc khi mà đến đây thì thầy rất là hạnh phúc. Tại vì cái ngôi chùa Việt Nam mình ít nhiều gì cũng đóng góp rất là nhiều cho các bạn trẻ và cho cái người dân địa phương ở đây và giới thiệu được những cái truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Dù cái cơ sở vật chất hay là những cái thứ, những đồ vật ở đây mình còn rất là thiếu thốn, nhưng mà bằng cái trái tim và cũng như là bằng cái sự chân thật của mình thì thầy nghĩ là tất cả mọi người ở đây cũng sẽ cảm nhận được những cái gì mà thầy cũng như là các sư ở đây muốn hướng đến cho cộng đồng và hướng đến cho tất cả những người dân địa phương ở đây. So thank you a lot. So I hope you come back again with your student, with your family, with your friend. Because here I focus about the Vietnam culture, Vietnam tradition. I love it. Vietnam is my second country. I have been to Vietnam last year. So those 7 days is the most beautiful days in my life. Vietnam is real beauty. I'm telling Viet beauty. That's much beautiful. Everything is super beautiful. I can't. That's it. I forget about Vietnam. Bạn ấy rất thích Việt Nam và nói là Việt Nam rất đẹp, tuyệt đẹp trên cả tuyệt vời. I hope you will come to Vietnam, again and stay in Vietnam. But to stay in Vietnam, I need to learn Vietnamese. So please help us. So you can come here and learn Vietnamese here. Please tell me your schedule, and I will arrange my all the works around your schedule. Okay, sure. My first thing is this one now. Okay, very good. I'm very so happy. Ở Sri Lanka thì excuse me, wait. Ở Sri Lanka thì theo cái truyền thống ở Sri Lanka thì trước khi mà quý thầy dùng cơm thì mình sẽ cúng dường cơm Phật trước. Thì bây giờ là cũng là đến giờ dâng cơm cúng Phật. Thì mọi người sẽ theo cái nghi lễ là mình sẽ đưa cơm cho từng người và mọi người sẽ đụng cơm và dâng cơm. Sau đó mình sẽ dâng cơm đến cúng kinh cúng Phật. Là mọi người khi mà đụng tay vào giống như là mình được cúng cái cơm cho Đức Phật, hiểu không? Đây thì con cũng đụng tay vô, con đụng tay vô là cũng Phật luôn nè. Cho các bạn vô hang tụng kinh, có một hàng ngang thôi. Namo Tase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase. Namo Tase Bhagavato Arahato Samma Samsappradane Supatititam Saririgadalumaha Bodhing Buddharupam Sakadam Sara Adivase Tuno Bante Vamadu Buddhana Adivase tuno bante bhojanam parigambitam anukambang upadaya daya adigamnatu muddana adivase tuno bante sambang sandhame bante puripanya